ở trên không trung, tồn tại đỉnh cao danh chấn Thương Huyền Tông, đang dõi mắt về phía sâu trong dãy núi kia. Bọn họ không ngờ trong tông môn lại xuất hiện một đệ tử ưu tú như vậy. Trong mắt Linh Quân Phong chủ, Chu Nguyên cũng là một hạt giống tốt, bất quá những kim đới đệ tử của hắn cần phải rèn luyện nhiều hơn. Xem ra, đám người Nhạc Thiên đã làm hắn có chút mất mặt, phen này đánh hội đồng không xong về còn bị trừng phạt, quả này các thanh niên hơi bị cay cú. Cảnh chuyển tới bên dưới dãy núi, đệ tử Kiếm Lai Phong nằm như ngã dạ, lúc này chỉ còn có một mình Lục Huyền Âm ở đó. Cô ta không nghĩ, Kiếm Lai Phong vậy mà toàn đoàn bị diệt trong tay Trung Nguyên. Lục Huyền Âm ỉu xỉu như trái cà tím mếu máu nói: Ngươi muốn thế nào? Bàn tay Trung Nguyên nắm chặt Thiên Nguyên bút, ngòi bút sắc bén, trực chỉ thẳng mặt mo Lục Huyền Âm. Luồng sát khí Trung Nguyên vọt tới, kình phong đập vô mặt, hú hồn con chuồn vẫn còn nguyên. Ả ta ngoài cái mặt lờ ra chẳng còn cái gì hết, miệng lờ hét lớn ta nhận thua. Cùng lúc đó quang mang giáng xuống đem ả cuốn đi. Trung Nguyên không biết ả ta mà để nữ nhân này, sợ vỡ mật xem như đây là một bài học cho con nòng nọc. Bàn tay Trung Nguyên giơ lên, 26 đạo ấn ký bay đến rơi vào mu bàn tay nam chính. Đây chính là cống hiến lớn nhất của đệ tử Kiếm Lai Phong dành cho Trung Nguyên. Cách đó không xa 10 ngọn núi sừng sững mọc lên được gọi là Thập Phong. Bên dưới là thạch môn kiên cố tất yếu phải vượt qua, ngăn cản rất nhiều đệ tử tham gia. Vượt qua cánh cổng này có thể tấn thăng thành đệ tử đai tím, trở thành trụ cột của Thương Huyền Tông. Có thể đi đến nơi này đều phải đánh bại rất nhiều đối thủ, trở thành đệ tử đai vàng nổi bật nhất Thương Huyền Tông. Rất nhiều đệ tử tụ tập Thập Phong bên dưới, Uông Thần, Hạ Vũ, Mục Xuân Lôi, Ngô Nhạc, rất nhanh mỗi người đã ở trước một cánh cửa đá. 5 người chia ra 5 cánh cửa đá, ánh mắt nhìn xung quanh, mỗi em một cửa không phải lăng tăng. Chu Nguyên cũng không khách khí, thân hình vừa động rơi liền xuống cửa đá thứ 6. Còn lại 4 cửa các đệ tử cạnh tranh khốc liệt. Sau khi xác định 10 danh ngạch, ấn ký trên mu bàn tay lóe lên hào quang. Sau đó chui vào trong cửa đá trước mặt. Chu Nguyên nhìn qua cánh cửa đá kia, ôm quyền hành lễ, Chu Nguyên của Thánh Nguyên Phong mong các vị chỉ giáo. Bên trong cửa đá là một quãng trường rộng rãi, chỉ thấy từ xa một bóng người. Hắn ngẩng đầu khoanh tay ra vẻ, Chu Nguyên ngươi đúng là nổi tiếng giới showbiz, đáng tiếc gặp phải ta thì giải nghệ ở đây đi em trai. Chu Nguyên cau mày, vì tên kia không phải người xa lạ, hắn là từ viên đệ tử đai tím của Kiếm Lai Phong. Câu hỏi trong đầu Chu Nguyên lúc này, cửa ải này yêu cầu đánh bại hắn hay sao? Từ viên mỉm cười, ngươi bây giờ nếu còn lý trí trực tiếp nhận thua, nếu không thì một cọng lông chân cũng không còn. Chu Nguyên nắm chặt Thiên Nguyên bút, nói thẳng quy tắc đi, bớt sàm lông đi, để giành được vị trí đứng đầu thì phải đánh bại ngươi à? Từ viên nghe vậy giật mình, Chu Nguyên sư đệ hảo dũng khí. Quy tắc ai đứng đầu phụ thuộc vào độ kiên trì của các ngươi, cây hương lớn cháy hết mà các ngươi không bị thua thì sẽ là người đứng đầu. Dứt lời một cỗ kiếm khí lăng lệ từ chỗ đỉnh đầu Từ Viên phóng lên tận trời xanh. Chu Nguyên lúc trước ngươi khiến Kiếm Lai Phong mất hết mặt mũi, tiếp theo đến lượt ngươi trả nợ rồi. Trong chớp mắt Từ Viên ra tay, 9 ngọn núi còn lại cũng xuất hiện 9 đạo nguyên khí bạo phát, hơn nữa tất cả đều là thái sơ cảnh thất trọng thiên, có điều 9 đạo nguyên khí này so với bên phía Từ Viên còn yếu hơn nhiều, rõ ràng các đệ tử đều nhượng nhịn thí sinh tham dự một chút, không như tên hỗn đãng Từ Viên. Trên không trung, Từ Viên song trường khép lại, kiếm khí tản ra sắc bén vô cùng. Từng đạo nguyên khí màu xanh như cự kiếm mãnh liệt bắn xuống. Mà Chu Nguyên thân ảnh hư hóa, giống như một chiếc thuyền bé tẻo teo giữa làn sóng dữ, bàn chân nam chính chịu sức ép kinh khủng, sắc mặt Chu Nguyên ngưng trọng, thân thể nhàn nhạt xuất hiện vết máu. Không hổ là lão làng trong đám hổ báo đai tím. Trong giây lát nguyên khí màu xanh trên người Từ Viên tỏa ra tràn ngập thiên địa, hắn thi triển chiêu Thanh Nguyệt kiếm hào, vô số đạo kiếm quang được hình thành bắn về phía Chu Nguyên. Thân thể Chu Nguyên nhìn có chút trong suốt, nam chính quát khẽ một tiếng, hóa hư thuật, Thiên Mãng Lân, Lưu Ly Kim Thân Văn. Thân thể Chu Nguyên nhanh chóng hư hóa, lân phiếm màu xanh bao trùm cánh tay, nguyên văn màu lưu ly bọc lấy nam cơ thể nam chính. Một trận mưa kiếm cuồng bạo gào thét xuống, ngoài dãy núi vô số đệ tử nuốt nước miếng nhìn qua hai màn này. Từ Viên hung ác, mới bắt đầu đã sử dụng Thanh Nguyệt kiếm quang, không biết Chu Nguyên có chống đỡ nổi không. Tại khu vực trung ương, Chu Nguyên duy trì tư thế hai tay trước mặt, thân thể cắm đầy kiếm hào màu xanh, lân phiến lưu ly đều rơi xuống, thân thể khôi phục lại bình thường, vết máu thẩm thấu ra ngoài nhìn qua có chút chật vật. Từ khi tiến vào Thương Huyền Tông tới giờ, đây là lần đầu tiên chính diện giao phong mà hắn thân tàn ma dại như thế này. Từ Viên thấy thế, hừ lạnh một tiếng châm chọc nói, cái xác rùa đen này của ngươi đúng là cứng đó. Vào lúc này cuồng phong cuốn lên, Chu Nguyên biến mất ở giữa bụi mù. Hóa hư thuật đại thành, nhục thân có thể hư hóa xuất quỷ nhập thần, lại còn dám phản công, thật là có dũng khí đấy. Hôm nay sư huynh sẽ cho ngươi biết thế nào là kiến càng lay cây. Trên tay Từ Viên một thanh trường kiếm xuất ra, đâm về phía nguyên khí tơ mỏng kia, mũi kiếm cùng ngòi bút đụng vào nhau. Lập tức ngòi bút phân hóa thành lông tơ xiềng xích quấn quanh Từ Viên. Chu Nguyên lúc này xuất hiện ở phía sau lưng Từ Viên, kết ấn nhanh như chớp, nguyên khí màu vàng óng phóng lên tận trời. Cửu Long Điển, cấp độ Cửu Long. Nguyên khí màu xanh đột nhiên hội tụ, hóa thành một thanh nguyệt chùy, hai đạo uy lực kinh người va chạm ở giữa không trung. Chu Nguyên cuốn ngược ra, ánh mắt ngưng lại, không ngờ đệ tử đai tím khó giải quyết như vậy, hèn chi tông môn ra quy củ này mà không phải đánh bại bọn họ. Mỗi lần va chạm, Chu Nguyên bắn ngược trở ra, rồi dùng long hấp thuật khôi phục nguyên khí tiêu hao. Thời gian que hương đã cháy hơn 1/5. Đông đảo cũng phát giác được Chu Nguyên thật sự trâu bò, đánh rồi hút, hút rồi đánh, đúng là một kẻ kéo dài đồng hồ dây thun. Lý Khanh Thiền cũng nhìn ra, Chu Nguyên quả không bình thường, hèn chi 30 phút không ra là có nguyên nhân.
Từ Viên lơ lửng trên cao, ánh mắt lạnh lẽo. Gia hỏa này cầm tinh con rùa đen còn sở trường câu giờ nữa. Thân thể hắn chậm rãi dâng lên, thiên địa nguyên khí tụ đến hình thành vô tận loan nguyệt trên cả bầu trời. Một cỗ ba động khủng bố phát ra từ loan nguyệt màu xanh kia đang rơi xuống. Đây là kiếm lai phong nguyệt vẫn thuật, hàng thật giá thật thiên nguyên thuật. Đối với thế công loan nguyệt này, hai tay Trung Nguyên kết ấn nhanh như thiểm điện. Bộ thi thuật này nếu đoán không lầm mà nói, hẳn là thiên dương thần lục, là phần thưởng tông môn ban tặng trong lần tuyển sơn đại điển. Trung Nguyên hai má phùng to đến cực hạn, miệng đột nhiên mở ra, từ đó truyền ra thiên dương hỏa, kết hợp thêm cả huyền mãng lân, vạn kình văn, ngọn lửa phóng lên tận trời, cùng với loan nguyệt màu xanh điên cuồng ăn mòn lẫn nhau, vô số đệ tử chấn động. Trung Nguyên thi triển đạo thiên nguyên thuật triệt phá thế công loan nguyệt, tên này đúng là yêu nghiệt. Trên đỉnh núi, Từ Viên nhìn qua Trung Nguyên máu tươi đầy tay lộ ra chật vật, khiến hắn khẽ cắn môi có chút không cam lòng lợn. Gia hỏa này, ngay lúc này thân ảnh Trung Nguyên đột nhiên biến mất. Từ Viên hừ lạnh quay người đánh ra một trường đồng dạng ưng chảo. Thế là trên không trung hai người song trưởng khóa chặt hai tay, mặt đối mặt. Tình huống này chính là muốn so nguyên khí xem ai ngưu ma vương hơn. Loại thuần túy đối kháng nguyên khí này, hiển nhiên Từ Viên càng có ưu thế. Hắn nhìn Trung Nguyên mỉa mai nói, ây ra Trung Nguyên ngươi đã quá lỗ mãng rồi, hai tay ngươi đã bị nguyên khí của ta làm bị thương, bóp rái còn không được nói chi là cử động. Trung Nguyên ngược lại không chút kinh hoàng, Từ Viên sư huynh không biết có ai nói với ngươi, solo với ta không nên đấu nguyên khí hay không? Cả hai đột nhiên bắn ngược trở mỗi người một phương. Từ Viên sắc mặt tái nhợt nhìn những tơ máu quỷ dị trên tay khiến hắn không rét mà run. Hắn lạnh giọng nói, tưởng một chút khí độc làm ta kiêng kỵ sao? Oán long độc theo nguyên khí xâm nhập vào cơ thể Từ Viên. Loại độc này đáng sợ thế nào Trung Nguyên hiểu rõ nhất, nguyên khí chạm vào sẽ bị ô nhiễm. Lúc trước còn liều chết đánh nhau giờ thì tình đồng chí hai người, một ngồi, một đứng tâm tình chết lặng, tình cảnh thập phần quỷ dị. Oán long độc quá bá đạo, ngay cả Thanh Dương trưởng giáo chưa từng nghe qua. Cục diện lưỡng bại câu thương, khiến cho Lý Khanh Thiền có cái nhìn khác với Trung Nguyên, không nghĩ tới nam chính lại ẩn giấu thủ đoạn như vậy. Yêu yêu không có vui sướng bao nhiêu, ngược lại chân mày cau có, hơi cảm thấy tức giận. Trước mắt vốn là thời kỳ bạo phát, Trung Nguyên còn dẫn động oán long độc. Nếu oán long độc bạo phát, thì ngươi cứ ăn mì gói hào hào mà chịu đựng đi. Trên đỉnh núi, cục diện khó xử vẫn đang tiếp tục duy trì. Trung Nguyên và Tử Viên chỉ cách nhau vài trượng, nhưng lại không có bất kỳ động tĩnh gì với nhau. Trung Nguyên dần dần hóa giải nguyên khí xâm nhập vào cơ thể, mà Từ Viên đứng yên chỗ cũ, không dám thôi thúc nguyên khí để bày trừ độc tính. Từ Viên sắc mặt khó coi nhìn về phía Trung Nguyên nói, đừng nghĩ là mất mặt kiếm lai phong là chuyện tốt của ngươi, hôm nay ngươi ép người quá đáng, sau này kiếm lai phong sẽ đòi lại cả chỉ lẫn chày. Trung Nguyên nghe thế trầm giọng nói, ỷ đông vây khốn ta mà bảo ép người quá đáng sao? Từ Viên ngữ khí chậm dần đề nghị Trung Nguyên nhận thua, kiếm lai phong sẽ ghi nhận ân tình này, xóa bỏ hết thù oán. Trung Nguyên trong lòng thầm cười, ỉa, ngươi mặt dày thiệt, ân tình đó ta nhận không nổi đâu. Cuộc chiến trên chín ngọn núi khác thì bốn đỉnh đã có kết quả, Tô Uyển, Uyên Thần và Hạ Vũ chống cự được 1/10 cây hương lớn rồi cũng nhận thua. Chỉ còn lại một mình vua lì đòn Trung Nguyên thôi. Nói cách khác, trận này giao phong Trung Nguyên không có đánh bại Từ Viên, nhưng cũng làm cho hắn không làm gì được mình. Level này mà nói, cứ ngỡ tuyệt vọng ai ngờ trở thành tuyệt vời. Cuối cùng nén hương đã tắt, Từ Viên biến sắc, nhanh như vậy mà Trung Nguyên đã hóa giải nguyên khí xâm nhập, trận chiến này cũng lộ ra điểm yếu của Trung Nguyên, may mà oán long độc không đánh ngược lại, tranh đoạt cuối năm sẽ khó nhằn hơn nữa. Chu Nguyện phải chăm chỉ tu luyện thêm. Ngay sau đó thanh âm trưởng giáo vang lên, cuộc thi tuyển chọn đệ tử đai tím đã kết thúc, lần này vị trí quán quân thuộc về Trung Nguyên của Thánh Nguyên Phong. Kết quả của cuộc thi lần này thật bất ngờ. Sau này tên tuổi của Trung Nguyên mới chính thức nổi như cồn lào thương huyền tông, nam chính sau khi kết thúc cũng mất tích luôn. Tại Kiếm Lai Phong, trên một ngọn núi cao trên thạch đỉnh, hai thanh niên ngồi đối diện nhau chơi cờ. Một người chính là Kiếm Lai Phong, Khổng Thánh. Lần này đệ tử Kiếm Lai Phong vây bắt Trung Nguyên, kẻ đứng sau chính là Khổng Thánh, dựa vào uy tín của mình, hắn khiến bọn Nhạc Thiên nghe theo. Vị thứ hai chính là Thánh tử Triệu Trúc, hắn cười cười, lũ đó thật bất tài vô dụng, chuyện nhỏ làm cũng không xong. Khổng Thánh nói tiếp, hắn chỉ nói đùa với Nhạc Thiên thôi, không cần thiết nhắm vào Trung Nguyên, hành động lần này ngược lại khiến Trung Nguyên càng được xem trọng. Triệu Trúc vuốt ve bạch ngọc quân cờ, không ngờ tên Trung Nguyên này cũng có chút bản lĩnh. Kiếm Lai Phong lần này rất mất mặt, phong chủ cực kỳ phẫn nộ, bọn Nhạc Thiên bị trừng phạt mỗi người 3 năm, may nhờ Khổng Thánh khuyên nhủ mới còn 1 năm. Tại cầu đạo điện, Thánh Nguyên Phong, hôm nay bầu không khí vô cùng nóng, các đệ tử đang trầm trồ về chiến tích của Trung Nguyên. Hiện giờ nam chính đã tấn cấp tử đối đệ tử, nên tịch vị cao hơn một chút so với lúc trước. Giải thưởng quán quân, trưởng giáo đã sai người mang qua Thánh Nguyên Phong cho Trung Nguyên. Nam chính vui vẻ hành lễ, may nhờ có sự chỉ điểm của thẩm sư mới có được Trung Nguyên ngày hôm nay, chứ không là ăn hành cả bó rồi. Theo tục lệ của Thánh Nguyên Phong, Trung Nguyên sẽ được tặng thêm một bộ công pháp lục phẩm. Nhưng vận khí may mắn, nam chính được thẩm sư cất nhắc một vé VIP Pro được trưởng giáo đồng ý, cho một suất tham quan cổ kinh lầu. Là nơi lão tổ tiềm tu vô cùng huyền diệu, nếu có vận khí cứt chó thì sẽ không tìm được thiên nguyên thuật. Thanh niên sáng mắt như đèn pha ô tô, cảm tạ thẩm sư. Đệ tử đồng ý đi tham quan một chuyến ạ, có cơ hội này cũng là vì bản thân và vì người đẹp yêu yêu. Hôm sau, tại cổ kinh lầu, Chu Nguyên, Thẩm Thái Uyên một giả một chế bước tới cổ kinh lầu. Nơi đó chính là ngọn núi bị phong ấn, muốn đi vào chủ phong trước hết phải trở thành Thánh Nguyên Phong thủ tịch đệ tử. Trước mặt hai người là huyền lão vẫn miệt mài quét rác như ngày nào.
Thẩm Thái Uyên hành lễ nói, Huyền lão có một đệ tử muốn vào cổ kinh lầu. Huyền lão ánh mắt đục ngầu nhìn về phía Trung Nguyên, trời đựu thằng này mới gặp mấy hôm mà, nhanh như vậy đã có tư cách vào đây rồi, năng lực không nhỏ a. Huyền lão cầm lấy tính vật trưởng môn rồi bước tới đại môn, phus phus cánh cửa to đùng mở ra. Cổ kinh lầu trước kia là nơi tiềm tu của chủ nhân Huyền lão, cũng chính là Thương Huyền lão tổ, Trung Nguyên có thể lấy được thứ gì hay sách đít không về tất cả phải xem vận số. Trung Nguyên lại lần nữa ôm quyền, đệ tử đã hiểu, thank you Vinamil tiền bối chỉ điểm. Yên tĩnh kéo dài được một đoạn thời gian, một bóng người bước đến, lại là Linh Quân Kiếm Lai Phong, phong chủ. Hắn chào Huyền lão một cái xong mắt nhìn về cổ kinh lầu nói, Trung Nguyên kia đã tiến vào cổ kinh lầu rồi sao? Huyền lão cũng méo có trả lời hắn. Hắn tiếp tục giả ngu, vu vơ nhắc về chuyện ngày xưa một thời vinh quang nay còn đâu. Thánh Nguyên Phong xuống dốc quá, khi nào phong ấn mới được giải trừ đây Huyền lão? Lời nói này của Linh Quân, Huyền lão thờ ơ không nhúc nhích, giọng khàn khàn, đến lúc cần thiết bà miệng nó sẽ tự mở thôi. Mục đích thật sự của Linh Quân chính là Thương Huyền Thánh Ấn, trở thành chủ nhân Thương Huyền Thiên. Huyền lão chậm rãi lắc đầu, người méo thích hợp đâu. Bên trong cổ kinh lầu, trước mắt Trung Nguyên, vô số những quang cầu như bong bóng, bên trong đều là công pháp, nguyên thuật, nguyên văn, nguyên binh. Đây hết thảy phải xem vận khí rồi, khó trách Huyền lão lại nói tùy duyên. Trung Nguyên trầm ngâm một lát, chợt trong lòng khẽ động, bình thường không có biện pháp nào nhìn trộm, không biết phá trương thánh văn như thế nào. Thanh niên nghĩ là làm, tâm niệm vừa động, thánh văn vận chuyển trong tròng mắt. Hào quang các kiểu, chắc là dựa vào độ mạnh yếu để phán đoán. Chỗ này có bốn khối hào quang mạnh nhất chắc chắn là thiên nguyên thuật. Bất ngờ ngọc bài của lão tổ hiện ra, ngọc bài bay lên và trôi dạt về phía trước, tất cả quang cầu đều lùi ra, nhường bước cho đại ca nào. Ngọc bài chậm rãi tiến vào một khe hở cuối hành lang, quang mang lập lòe, Trung Nguyên lách mình xách mông đít đi theo. Nơi này ắt hẳn là nơi lão tổ từng tu luyện. Sau một hồi ngáp ngơ cu cậu bỗng ngoác mồm kinh hãi, trời đất thánh thần ơi, đây đều là thiên nguyên thuật trung phẩm, cái cuối cùng là công pháp tu luyện thất phẩm, ây ra giàu sụ rồi bà con cô bác ơi. Trung Nguyên đang định tùy tiện chọn một cái hên xui, cơ mà vãi tè, sao cái cây đằng kia nó cứ phát sáng, nhìn có vẻ không bình thường mà lại còn khắc dấu vết cổ xưa nữa. Cu cậu thử sờ một cái, vãi ỏ một đạo tin tức trong đầu hiện ra, bất tử chi thân, thái ất thanh mộc ngân. Lần này còn hơn cả chúng số độc đắc nữa, đúng là sống rộng rãi ông trời đãi. Đây là nguyên thuật do Thương Huyền lão tổ sáng chế, nó có thể hấp thụ ất mộc chi khí, gia tăng sinh mệnh lực cho cơ thể. Thanh niên không suy nghĩ nhiều, liền đem nó thu vào túi càn khôn trực tiếp đẩy cửa đi ra. Đại môn mở ra, cướp hà hết hồn chưa bà già, Linh Quân không ngại miệng nói, thấy thiên phú của ngươi không tồi có hứng thú gia nhập kiếm lai phong của ta không? Trung Nguyên mau mắn đáp lại, chỗ này có Thương Huyền thánh ấn ông nội ơi, qua thánh lai phong bị tầng hội đồng, thì làm sao mà báo đáp ân tình của lão tổ ban tặng. Tại nấc thang kia, Huyền lão ngạc nhiên, đù mía một thằng nhóc mà cũng biết đạo nghĩa quá a. Đã kết thúc phần 41 của Nguyên Tôn rồi, cả nhà đừng quên cho Sonic review một like, một subscribe kênh, mình sẽ rất vui và xem đó là động lực từ cả nhà, giúp Sonic ra thêm nhiều review hơn nữa. Và các bạn nhớ ấn vào cái chuông, để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh của mình nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại các bạn.